Trong suốt chiều dài lịch sử, biên giới Việt Kim hầu như không bao giờ cố định vì chiến tranh liên miên giữa hai nước, và cứ mỗi lần như thế, đường biên giới lại thay đổi. Vào năm 1470, vị hoàng đế thứ 5 của nhà Hậu Lê, Lê Thánh Tông đã quyết định tung ra một đòn tối hậu, mở cuộc chinh phạt Kim Thành nhằm giải quyết triệt để vấn đề an ninh cho biên giới phía Nam. Lúc bấy giờ, vua Kim Thành là Bàng La Trà Toàn đã bỏ tiến công nhà Lê, không chỉ đem quân cướp phá, xâm phạm biên giới Đại Việt mà còn dèm pha triều đình Lê Sơ trước nhà Minh để tạo mối bất hòa. Tháng 8 âm lịch năm 1470, Trà Toàn sai sứ thần sang cầu viện với nhà Minh, đồng thời thân hành đem hơn 10 vạn quân thủy, quân bộ cùng voi ngựa đến đánh úp Hoa Châu. Viên tướng giữ Hoa Châu là Phạm Văn Hiển đánh nhau với quân Chìm, không cự nổi, phải đóng cửa thành, chống giữ, cho người phi ngựa đem văn thư cấp báo về kinh đô. Tức giận trước sự khiêu khích của Bàng La Trà Toàn, vua Lê Thánh Tông quyết định đích thân chinh phạt Kim Thành một lần cho đích đáng. Ngay sau đó, Lê Thánh Tông ban chiếu huy động trai trắng trong nước từ 15 tuổi trở lên xung quân được 26 vạn. Trước khi đem đại quân đi đánh Kim Thành, vua Lê Thánh Tông đã giao việc kinh sư cho tả đô đốc Lê Huy Cáp và hữu đô đốc Lê Cảnh Huy. Còn về đối ngoại, Thánh Tông sai Nguyễn Đình Mỹ và Quách Đình Bảo sang nhà Minh kể tội Kim Thành đánh úp biên giới, mò trộm Trân Châu và việc địa phương bị lấn cướp. Mờ sáng ngày 6 tháng 11 âm lịch năm 1470, Lê Thánh Tông đứng trên đài cao dõng dạc nói trước 26 vạn quân. Nay trẫm vâng mệnh trời, cùng toàn quân chinh phạt phương Nam, chúng ta đồng cam cộng khổ, không chiến thắng thì không trở về. Ba quân nghe xong thì hò reo vang trời vì có vua cùng ra quân, khích lệ, tiếp sức cho binh lính. Theo kế hoạch thì hai tướng Đinh Liệt và Lê Niệm dẫn 10 vạn thủy binh đi trước. Đến ngày 16, vua Lê Thánh Tông thân hành đốc xuất 16 vạn quân đi sau. Dọc đường đi, hễ qua đền thờ thần nào, Lê Thánh Tông đều sai quan đến dâng lễ cho quân ta thắng trận. Giữa tháng 12, quân Đại Việt đến địa phận Kim Thành, Lê Thánh Tông cho quân luyện tập thủy chiến, còn ông đích thân thảo bình Kim Sách, bàn về sách lược đánh Kim Thành với 10 lẽ tất thắng và 3 việc đáng lo, sách lược phổ biến rộng rãi đến toàn quân. Không những thế, ông còn sai người vẽ bản đồ Kim Thành, những nơi hiểm trở của vương quốc này để nắm rõ dễ bề tiến quân. Ngày 6 tháng 2 âm lịch, tức năm 1741, Lê Thánh Tông đã bí mật sai tướng Lê Hy Cáp, Hoàng Nhân Thiêm, Lê Thế và Trịnh Văn Sái đem hơn 500 chiếc thuyền và 30.000 quân lính vượt biển, lẻn vào cửa biển Sa Kỳ, lập dinh lũy, đặt đồn ải để chặn đường về của quân Chìm. Đồng thời cánh quân bộ khác do tướng Nguyễn Đức Trung đem quân lẻn đi vào chân núi mai phục. Cùng lúc này, Lê Thánh Tông thân hành đem hơn 1.000 chiếc thuyền và hàng trăm ngàn quân ra hai cửa biển Tân Ác và Cửu Tọa, tức cửa Lỡ và cửa Hiệp Hòa thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay, dựng cờ thiên tử, vừa đánh trống vừa hò reo tiến thẳng về phía trước. Đúng như kế hoạch mà Lê Thánh Tông tính toán, quân Chiêm bị đánh bất ngờ, lại thấy thế quân Đại Việt quá mạnh nên chỉ biết giày xéo giẫm đạp lẫn nhau, bỏ chạy về thành Chà Bàng. Quân Chiêm tháo chạy thì lại gặp quân của Lê Hy Cát đã chờ sẵn tại núi Mạc Nô. Chúng cuống cuồng sợ hãi chạy rẽ ngang đèo qua chân núi cao, xác người ngựa và đồ quân bỏ lại đầy núi đầy đường. Lúc này quân Đại Việt lại một lần nữa đã may phục sẵn, chém được một đại tướng và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Đang đã thắng, ngày 27, vua Lê Thánh Tông đem đại quân đánh phá thành Thi Nại. Ngày 28-29, vua tới vây thành Chà Bàng, bao vây nhiều vòng. Ông sai các doanh trại chế tạo vũ khí, chuẩn bị đánh thành. Trà Toàn lúc này hoang mang, lo sợ, trong tình thế cùng quẫn, hàng ngày đều nộp tờ cam kết xin đầu hàng. Thấy quân Chiêm sức cùng lực kiệt, vua Thánh Tông liền bật mí giao cho một nhóm quân trèo thành, lại dụ bảo các tướng sĩ. Trong lúc thành Chà Bàng đã bị hạ, các kho tàng đều phải niêm phong, canh giữ không được phá hủy, bắt sống Trà Toàn, giải đến Hoành Danh, không được giết hại. Một lúc sau, đứng xa trông thấy toán quân đi trước đã treo được vào thành, bắn luôn 3 tiếng pháo để tiếp ứng. Lê Thánh Tông hạ lệnh cho vệ quân thần võ phá cửa đông tiến vào thành. Thành Chà Bàng đại bại hoàn toàn. Sau cuộc chinh phạt Kim Thành, kinh đô Chà Bàng bị phá hủy,
Cha Toàn bị bắt sống dẫn đến trước vua Thanh Tông, nhưng vua tha cho hắn được sống. Do mất nước, rất nhiều người Chim đã phải di cư sang Khmer và bán đảo Malacca. Miền Bắc của Chiêm Thành, từ đèo Hải Vân, Đà Nẵng đến đèo Cù Mông Phú Yên được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Chiến thắng này của vua Lê Thánh Tông không những khôi phục được bốn châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa, Thời Hồ mà còn mở rộng cõi Đại Việt đến tận miền Vi Sa Sa, tức tỉnh Bình Định ngày nay. Chiến thắng Chà Bằng cũng đặt dấu chấm hết những cuộc đột kích, cướp phá thường xuyên trên vùng biển phía nam của Đại Việt, đồng thời mở rộng không gian cho Đại Việt có chiều sâu hơn nhằm đối phó tốt hơn trước sự uy hiếp của nước láng giềng phía Bắc.